lên em là mình nha thì à, bữa trước thì mình có làm một cái video mình có đưa cho anh em coi một số những cái món đồ chơi của mình thì à, bên cạnh là những anh em nhiều anh em rất là phấn khích rồi à, thích thì cũng có một số những cái thành phần là coi như là chống đối rất là kịch liệt thì à, thể theo yêu cầu của những thành phần chống đối thì mình sẽ tiếp tục quay về những cái món đồ chơi của mình này cho À, mấy bạn coi cho nó thích chơi <laughs> ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại à, đồ nguội đi ha ok đồ nguội thì ở đây á là mình có một cây uh, lê uh, m7 uh, hay là kêu là m7 thì uh, cái uh, này là M7 nhưng mà cái bỏ vỏ là của M8 là cái cây này á thì mình mua được á là hàng tồn kho của quân đội Mỹ thì à, lúc mà mua về thì nó nằm trong một cái à, bịch à, một cái à, gọi là cái bịch giấy dầu nó nó rất là cũ luôn à, thì mình là những người khui tem luôn cái là cái hàng là hàng tồn kho từ hồi năm sáu à, mươi à, mấy à, tới giờ á. Này, nè, thấy không? Thấy chữ uh, uh, M8A1 không? Đó, M8A1 nè. US nè, đó. Uh, còn trên cây lê á thì nó là để mình focus cho anh em coi. Nó có chữ gì đây? Imperial À đây, đây đây, bên này nó có chữ M7 nè. Đây để mình focus vô. Đó, chữ M7 nè thấy không? Đó. Thì lê này á là nó bén một cạnh rưỡi nha. Thì cái bên mặt bên này bén. Bên này nó đoán nửa phân nữa. Còn ở giữa này nó cái khúc này thì nó lại không làm bén, cũng không hiểu tại sao nó lại làm vậy nữa. Không phải nó tiết kiệm chi phí để mà mài sao? Tốn giấy nhám quá hay sao? cây này thì uh, thường là người ta gắn lên trên cây súng M16 á uh, rất là dày nha Lửa dày cui à cái này là nghe mấy người nói là mỗi lần mà hết đạn là gắn lên trên cái cây, cây uh, M16 á uh, xong rồi là cầm thọt hoặc là người ta cận chiến ví dụ như những cái pha mà đặc nhiệm rồi này kia xong uh, uh, chui vô trong mấy cái khu vực mà của địch đó thì người ta dùng cái cây này để người ta diệt mấy người canh gác để khỏi có gây tiếng động ok đó là hàng à, cổ điển còn đây là hàng hiện đại thì à, cái cây này á là cây glock 78 mươi à, cái cây này á thì à, là của áo cái okay. này đó thế nào không? Austria là áo nè đó à, đây đây, đây lộn. <laughs> Được rồi. nè Austria là áo nè 78 là cái tên của cái, cái 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 hình như là cái năm mà người ta làm ra cái cây này á thì lịch sử của cây này á là cái ông mà ông uh, Gelson Lock Lock á ông uh, ông làm ra cái uh, cái chất liệu nhựa polymer này là nhựa mà nó gia cường bằng sợi carbon xong rồi nó bỏ vô cái lò hấp nó hút chân không thì nó tạo ra một cái liên kết rất là cứng <laughs> um, thì uh, cái công dụng của cái cái lê này á là là ông ông đó là ông làm cái cái lê này để ông đấu thầu cho quân đội thì cung cấp lưỡi lê cho quân đội thì cuối cùng là ông uh, thắng thầu thì cái cây này á, là nó gắn với trong uh, nó có một cái lỗ ở đây nó có cái lỗ trong này nè mình nếu mà mình lấy cái này ra là nó có một cái lỗ thì nó gắn trong cái nó móc nó nó, nó, nó không biết nó làm sao á mà nó móc vô kim cây súng vậy nè đó rồi cái 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 chỗ này á là nó bên cạnh là cái chuyện mà nó là cái chỗ cái hangar ra đó thì nó còn là cái đồ khui bia nữa đó cái này khui bia được nha cái này để khui cái bóc cái là ra nhìn ngầu lắm <laughs> cái này cũng dày cái lưỡi này mình nghĩ là cái thép này là phải 5 ly 5 tới 7 ly rất là dày này mà vô người là không có khóc mình không có khóc đâu à, người nhà mình khóc thôi <laughs> à, thì đây mình có <laughs> hai cây một cây à, có khắc chữ nhưng một cây không có khắc chữ à. rồi à, thì cái, cái khi mà cái ông này á ổng ổng thắng thầu cái này rồi á thì ổng thừa thắng xong lên là ổng đấu thầu thêm một cái nữa là ổng đi dành cái hợp đồng cung cấp súng ngắn cho quân đội áo à, cảnh sát rồi quân đội đồ này kia thì ổng à, à, thắng thầu tiếp nè súng không có đạn nha tại vì cái này check kiểm tra hết rồi súng không có đạn để cho nó đẹp đó thì cái này là glock 17 bảy à, đây là một cây súng á. thì về căn bản á, thì cái chất liệu mà nhựa của cái, ba, cái, cái 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 phần thân súng này nè Khúc này nè từ khúc này nè à, xuống này xuống đây là nó giống y chang cái phần nhựa này à, hai cái loại nhựa này là y chang nhau luôn ừ. thì à, cái ông đó ổng à, kêu gọi một cái số gọi là kỹ sư thì họ ngồi xuống thì họ mới thiết kế ra cái súng này thì cái súng này có một cái điểm đặc biệt á, là nó là không xài búa đập mà nó xài kim hỏa trực tiếp là cái kim hỏa nằm trong này nè à, mình bóp cò thì cái cò á, nó tuột xuống thì cái kim hỏa á, nó đập về phía trước rồi nó nổ viên đạn rồi nó thổi cái 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 cái, cái slide này á cái phần thân trên này ra sao rồi tiếp tục nó móc vô trong cái cò đó. thì súng này á là nó không có chốt an toàn nha nè đây nè nhìn nè không có chốt an toàn thấy ừ, không đó là coi như cái chốt an toàn á nó nó, nó nằm ngay cò luôn nè đây nè cái 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 này nè ok để tháo ra cho cho nó kiểm tra đạn lại cho mấy chiến hữu nhiều tại nhiều người, người ta khó tính người ta nói uh, phải kiểm tra đàng hoàng mới mới được mới 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 lấy được ha thì mình sẽ kiểm tra tại vì hôm nay không có cái đồ mà để mà cái giá để mà ấy điện thoại cho nên là phải cầm tay có một tay à đó rồi ok đây. Không có đạn nha. Đó thấy màu cam không? Đó, không có đạn. Ừ. Thì à, mình sẽ xả nó xuống ha. Nè, không có đạn. Rồi. Thì cái à, cái súng này á cái cây này á thì mình à, độ à, cái cái này. Cái này á kêu là cái magwell. Thì cái này á nó có cái tác dụng gì? nó xòe ra vậy nè, đó. nó xòe rộng ra. thì để khi mà mình gắn cái băng đạn vô mà trong cái tình huống mà thí dụ như là khẩn cấp á, mình đang như là đang mấy người lính người ta đang chiến đấu hay là những người mà vận động viên người ta đang thi đấu á, thì khi người ta chọt vô á, thì cái lỗ này nè, người ta sẽ chọt rất là nhanh và rất là mạnh. thì nếu như không có cái này á, nó sẽ hay bị dướng. nó đây nó có một cái lỗ nè, nhưng mà nó bít rồi, thì nó sẽ bị dướng ngay cái lỗ đó. trong khi nếu mà có cái này á, thì nó 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 mài như là À, xéo này không nó xòe ra thì à, để cái viên cái băng đạn vô á, rất là đơn giản để kiểu gì cũng 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 cũng, cũng vô được hết nó sẽ tuột vô đó à, như vậy ok rồi còn cái miếng này á là một à, một băng đạn á là nó có mười bảy à, viên thì có cái miếng này lòi ra thì nó sẽ có được tới à, 19 chín viên à, còn đây là cái đèn laser À, để mình mở cho anh em coi à, thì cái đèn laser này á, mình chỉnh rồi là cái cái nòng này á mình chỉnh rồi cho nên là cái nòng này á, nếu mà ở cự ly 25 mươi lăm là cái nòng chỉ đi đâu á là cái laser chỉ đi đâu á, là viên đạn nó sẽ chui vô cái chỗ đó à, ok rồi tiếp tục là cái này là cái gì cái này là k 3 k 3 thì chắc ở việt nam mình anh em nào cũng biết rồi đó. À nó này là hình như là thủy quân lục chiến là hồi xưa là hay uh, xưa giờ là hay được trang bị cái này thì uh, cái này của mỹ thì nói chung chất lượng của nó thì cũng ok thôi nó không có phải là ghê gớm lắm uh, thép thì cũng cũng bình thường uh, bén rất là bén nha nhưng mà chất lượng thì cũng ok không có gì đặc sắc nếu mà nói về dao lưỡi lê á, thì cái cây là cái cây này ưng ý nhất của mình đó. cây này là cây à, à, của thụy sĩ đó nó làm inox nó là cho quân đội à, thụy sĩ gắn lên trên cái cây à, súng trường của họ đó thì cái cây này á, nhìn như một cái kiếm vậy đó kiếm của người à, như là mấy người chiến binh châu âu hồi xưa đó. đó inox rất là đẹp rất là sáng mà bén mà cứng mà dày nó nhìn dày không Nè sáng lưỡng luôn cái cây này là bốn à, hình như là ba mươi mấy bốn chục năm tuổi rồi đó mà anh em nhìn này, thấy không rất là màu rất là tươi đúng là thụy sĩ là chùm về 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 y nóc luôn ừ. ok rồi tới cái cây này à, đây để à... Banh cái này ra cho nó có ấy đạn nha ok đây không có đạn ở trong ok đó rồi cây này á là cổ tiệp khác cái này nó kêu là checkmate checkmate là chiếu tướng nhưng mà nó viết theo kiểu cách điệu của người của chữ chắc á là, là tiệm khắc á à, ok thì uh, cái này á là nó nguyên một cái cây bằng thép cây này thì nhẹ ok cây này rất là nhẹ cây này có uh, hình như là bốn năm trăm g à nếu mà không tính mấy cái đồ này còn cái cây này á nếu mà không tính cái này á cây súng không á không có đạn nha là một ký bảy tức là nặng gấp khoảng chừng hơn 3 lần cái này còn nếu mà gắn cái cục này lên rồi gắn mấy cái này lên rồi gắn đạn đồ này kia thì là khoảng chừng hai ký mấy hai ký hai ký mấy gần 3 ký luôn á tại vì nguyên một cái phần dưới là bằng thép hết thì cái này là anh bu làm cho mình cái miếng này ốp này rồi cái miếng màu xanh này đó, với lại đặc biệt cái này là anh bu là chế hoàn toàn luôn mình nói ý tưởng xong rồi anh bu ảnh ảnh lên bản vẽ rồi ảnh, ảnh tiện ra cho mình luôn rồi ảnh nhuộm màu luôn rất là đẹp mình là mình rất là ưng ý cây này cái ả, ống nhắm này á là nó là dành cho súng dài nhưng mà mình chế bỏ vô súng ngắn luôn thì nó có một cái chấm đỏ nè thấy không đó thì mình chỉnh rồi thì cái chấm đỏ này ở đâu á thì cái viên đạn nó sẽ chui vô chỗ đó và cái đặc biệt á là cái này á là nó pin nó rất là trâu. Một cục pin nhỏ là nó sẽ mình mở luôn nha. Cái 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 dám đỏ này nè. Mình mở ở cái mức mà à, thấp nhất á là nó khoảng à, hình như là 5 năm. Đó. Còn nếu mình mở ở cái mức mà cao nhất á là nó được 3 năm. 3 năm là tức là mình mở hoài luôn á, mình không tắt luôn á. Nó sẽ đỏ hoài vậy. Thì cái nguyên lý làm việc của nó là nó có một cái đèn laser nhỏ Rồi nó chiếu lên cái kiến Cái kiến đó, đó. Nó có một cái lớp Chán uh, uh, giống như là cái gương vậy đó Mình nhìn xuyên qua được Nhưng mà riêng cái tia này nè Tia laser này nè Thì nó sẽ không có xuyên qua được Mà nó sẽ phản chiếu ngược lại mắt mình Thì mình nhìn thấy cái chấm đỏ Ờ à, Cũng hay lắm Thì uh, cái loại này là tụi uh, Mỹ là tụi nó xài uh, Với lại quân đội Thụy Sĩ nó xài Thụy Điển chứ lộn Nó xài trên cây súng của tụi nó cái này là bao luôn, va đập cỡ nào thì cái điểm đỏ đó nó vẫn nằm nguyên một chỗ, nó không có bị uh, lệch ừ. Cây này nó có cái đồ gạt à, để lên đạn nè à. Rồi khi mà mình cầm á Thì cái tay mình á, là cái chốt an toàn á, là nó cũng là cái chỗ để mình mình dựa cái tay mình lên Đó Rồi cái Đẹp Đó rồi, ok, bây giờ tới cái cây này là cục cưng của mình. Cây này là cây súng mà mình rất là cưng. Là cây Tabo, hay là cây Việt Nam mình kêu là TA, TA 21 á, TAR 21, 21 á. Này là của do Thái, Israel. Đó. À, à thì dân mà à, đi lính ở Việt Nam mình á là biết là cây này là của hải quân đánh bộ nó có một cái chỗ để mà mình gắn cái dây đeo á. Tháo ra. Đó. Rồi, cái cái này nó cũng có một cái điểm đỏ luôn. Cái điểm đỏ này á nè. thấy cái điểm đỏ không? Đó. Cái điểm đỏ này á là nó không xài pin nha. Mà nó xài một cái loại sợi quang học. Đây. Sợi quang học nó nằm trong này. Nó nằm nó quấn trong cái 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 trắng trắng này nè thì khi mà ánh sáng á nó chiếu vô á, thì nó sẽ thu giữ rồi nó uh, lưu trữ cái nguồn ánh sáng đó rồi nó sẽ phát sáng nó sẽ phản chiếu cái ánh sáng đó lại lên trên cái kiến y chang cái nguyên lý hồi nãy vậy đó ừ. thì uh, cái này á là để mình tháo cái này ra cho nó Đây đi. rồi cái này là nhựa nha nguyên cái phần này là bằng nhựa hết từ trên dưới bằng nhựa nhựa này cũng là nhựa polymer mà cao phân tử thì nó rất là cứng mà nó nhẹ cái này cái đèn đèn cái loại đèn Sufi cái hiệu này là của Mỹ thì cái đèn này á, là cái hãng này là là, là nó sản xuất uh, chuyên làm uh, uh, đèn đèn pin cho quân đội rồi cảnh sát câu này kia vậy đó uh, chất lượng siêu bền à, cái này á một cái đèn này á nó có thể gấp khoảng chừng ba à, 3 lần cái đèn của trung quốc giá đó ví dụ như cái đèn hiệu online của trung quốc á, giống y chang vậy nè thì trăm đô đúng không hoặc là trăm rưỡi thì cái đèn này á, là 300 đô cho tới à, 600 đô tùy theo cái 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 loại à, cái loại của mình thì rẻ thôi mình mua rẻ thôi nhưng mà mấy cái loại à, mà uh, xịn xịn á mà nó có cái đèn mà gọi là cho những người mà nhìn kính nhìn đêm á là nó tới uh, khoảng bốn năm trăm đô 600 đô một cái lần có cái cả ngàn đô luôn đó còn cái này á là ống uh, giảm thanh nhưng mà cái này không phải là giảm thanh mà cái này chỉ là cái đồ để nó ấy lửa thôi thì mình mở ra như vậy ừ. nó nếu mà cái đồ giảm thanh á, là ở trong nó nó có những cái màng á, là nó sẽ uh, làm cho cái uh, tiếng súng của, của mình không có ồn nhưng mà cái này thì mình chỉ là giả thôi thì nó che lửa thôi cái lửa phun ra từ cái chỗ này nè nó sẽ không có bị uh, lấy thì ví dụ mình bắn ban đêm đó, thì mình sẽ không có bị lộ vị trí thì cái này nó thiết kế rất là hay nó mình, mình gắn vô mình như nè là nó nó dính vô cái nòng súng của mình gỡ không ra luôn nhưng mà chỉ cần muốn, muốn gỡ ra mình bóp này mình dặn nhẹn cái lắc ra rồi rút ra thôi nó bóp vậy nè đó, đó. xong rồi mình rút ra Um, no. Thì cái cây này á là nó là sản xuất uh, cái cây mình đang xài á là nó dành riêng cho người tay trái. Thì cái vỏ đạn nó sẽ phun ra bên này. Thì mình áp cái má mình qua bên kia thì cái vỏ đạn nó sẽ văng ra ngoài chứ nó không có văng vô mặt mình. Cái cây này á là đặc biệt nha, không có bắn ngược tay được. Những người nào mà thuận tay phải mà cầm cây này á là cái vỏ đạn sẽ bị văng vô mặt. Thì những người ngược lại, nếu mà cái cây mà dành cho người thuận tay phải á thì cái chỗ này nó bít Mà cái bên này nó sẽ mở đó. Nó mở Thì mình mà bắn là sẽ văng vô mặt <laughs> Cho nên là cây này là chỉ có thuận tay trái mới bắn được thôi thuận tay phải bắn không được <laughs> Nặng lắm, cây này nặng đó. Ok thì à, đó là một dòng những cái món đồ chơi mà mình đang có hiện tại à, Anh em coi cho vui À, có gì quay bây giờ thì có gì quay đó thôi chứ cũng uh, xe cộ thì uh, phải từ từ mới uh, làm lại được ok. à quên nói nữa là cái cây này nó xài chung băng đạn với lại cây AR15 với lại cây M16 nha. Đó này băng đạn nó giống nhau nè. Nè băng đạn của M16 nè. Đó, bỏ vô được luôn. Bắn cỡ đạn 556 x 45. Giống M16. Cái cây này là hồi xưa là tụi IDF á, nó mới đầu là tỉnh làm cho tụi IDF là tụi lính của Israel do Thái á nhưng mà sau đó tụi nó không xài mà tụi nó xuất khẩu thì Việt Nam mình cũng mua rồi Thái Lan rồi Ấn Độ cũng mua xong à, rồi tụi nó xài cái cây X9, X95 à. nhưng mà mình mình thích cây này hơn tại cây này thứ nhất là bắn chính xác hơn với lại thứ hai là có nhìn nó đẹp hơn À cái chỗ này á nhìn nó nguyên cục có cười không này thật ra là cái chân trống đó mình bật nó ra mình để nó vậy là cái cây súng nó đứng lên uh -huh. thấy không này cây súng nó đứng nè nhìn cũng vui lắm đó. ok một vài món đồ chơi À, quay cho vui à, anh em đam mê thì coi uh, ủng hộ còn anh em nào mà cảm thấy khó chịu thì uh, cả anh em <laughs> mình không quan tâm mình thích gì mình quay đó thôi à. À, cho anh em nào mà không biết á là anh bu là ai á thì là anh bu là anh chủ của tà bu shop á tà bu shop ở đường hoàng sa bờ kè á chiên độ mô tô á không? màu hồng nè mà. <laughs>